trời ơi, ai đâu mà ăn gian bá trò này? Không biết à, lỡ nhưng hồi có người ăn gian thì sao? Quảng đầu xây. Anh Năm uống nước anh Năm ơi. Dạ, cảm ơn cô. Để tôi tự nhiên uống nước đi cô Tư. Dạ, cảm ơn anh. Nhà tôi mà anh. Trời ơi, tôi quên. Nhìn mấy đứa nhỏ phải công nhận nó chơi vui hả cô? Quảng đầu xây. Đây. Trầm cây chuối cây nào thúi chặt bỏ. Bỏ làm chi cho nó thúi. Chán. Mấy đứa ơi. Dạ. Yeah. Vô đây cô biểu nè con. Dạ. Yeah. Con vô liền. Nãy giờ chơi mệt rồi phải không? Dạ. Yeah. Giờ mình uống sữa nghe. Yeah. Bé sữa ơi, con đem sữa ra cho mấy bạn nha con. Để cô lấy sữa cho nghe. Đây, của con. Cảm ơn cô. Đây, của con. Cảm ơn cô. Của con nè. Cảm ơn cô. Cô cảm ơn bé sữa nha. Các con ơi, mình dành một tràng pháo tay cho bé sữa. Cảm ơn nha con. Rồi. Cảm ơn nhãn hàng Vitadori đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, mấy con uống sữa đi con. Dạ. Yeah. Chào mừng các con đến với lớp học Em yêu điệu lý quê mình. Các con có biết không, do xuất phát từ đời sống nè, từ lao động sản xuất nè, nên cách đặt tên của các bài lý á, nó cũng rất là gần gũi và gợi nhớ về miền quê nào đó, về những cái hoạt động hoặc là những món ăn, bánh trái hay là con vật. Cô ví dụ nè, như là lý cây bông nè, hay là lý đất dòng nè, lý bánh bò hay là lý quả kêu, vân vân. Bên cạnh đó nha, có một số bài lý mang tên của một số địa danh như là lý Năm Căn, lý Cái Mơn hay là lý Ba Tri. Và ngày hôm nay, cô sẽ dạy cho các con một cái điệu lý mới mang tên của một địa danh, đó là lý Ba Tri. Ngày hôm nay, cô Tư sẽ hướng dẫn cho các con một cái điệu lý mới, đó là lý Ba Tri. Mời thầy Năm sẽ hướng dẫn cho các con một số lưu ý về điệu lý Ba Tri này nha. Dạ. Trong bài điệu lý Ba Tri này, mình có tổng cộng là 6 câu. Mỗi một câu là mình có 4 nhịp. Riêng đối với câu 1 là các con chỉ có 3 nhịp thôi. Đó. Và đặc biệt cái bài này thì nó không có nhịp ngoại, chỉ có nhịp nội thôi. Rồi lát nữa cô Tư sẽ hát thị phạm cho các con hiểu ha. Dạ. Cảm ơn thầy Năm. Bây giờ cô Tư sẽ hát qua cái bài lý Ba Tri này. Các con chú ý lắng nghe nha. Dạ. Mời thầy Năm. Dừng chân xứ nhạn quê em, sông nước châu thành dòng trôi êm ái. Bàn chân nghe má thương quê, chai bếp sao kè chùm nhạn đông đưa. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Trong bài lý Ba Tri này, các con lưu ý, ngoài những điều mà hồi nãy thầy Năm đã hướng dẫn thì cô Tư lưu ý thêm cho các con điều này nha. Câu 5 và câu số 6 chúng ta giống hệt như nhau, cho nên khi mà các con hát câu 5, câu 6 rồi chúng ta sẽ không cần phải lặp lại nữa. Được không nè? Dạ. Dạ. Rồi, bây giờ thì cô Tư mời các con sẽ cùng với cô mình sẽ khám phá từng câu một nha. Nhờ thầy Năm hỗ trợ giùm cô Tư ha. Câu số 1. Dừng chân xứ nhạn quê em, sông nước
châu thành dòng trôi êm ai. Dừng chân sớm nhạc quê em, sông nước châu thành dòng trôi êm ai. Bàn chân nghe má hương quê, chai bếp sau hè chùm nhạn đông đưa. Bàn chân nghe má hương quê, chai bếp sau hè chùm nhạn đông đưa. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. À, ở câu số 5 và câu số 6 này thì cô lưu ý cho các con một cái chỗ nhỏ này nha. Chữ mình này các con hát thấp xuống một tí xíu thì cái chữ mình này mình hát nó sẽ rõ hơn. Cô Tư sẽ hát lại chỗ này cho các con nghe nha. Quê hương mình đẹp lắm người ơi. Để cho cái câu hát của mình nó đẹp, được không các con? Dạ, rồi, được. Các con hát lại cho cô Tư chỗ này ha. Mình bắt đầu từ nguyên câu số 5 và câu số 6 nha, cho nó dạ. Trọn câu. Mời các con. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Mưa nắng trao ân tình, quê hương mình đẹp lắm người ơi. Các con hát rất tốt và sửa lỗi cũng rất tốt luôn. Các con thấy là chúng ta đã hát được cái điệu lý Ba Tri chưa nè? Dạ được. Rồi bây giờ cô trò của chúng ta sẽ cùng nhau hát lại điệu lý này nha. Dạ. Mời thầy Năm hỗ trợ. Rồi, bây giờ các con chúng ta sẽ tự hát lại điệu lý Ba Tri này với sự hỗ trợ của thầy Năm nha. Dạ. Yeah. Hôm nay các con hát điệu lý Ba Tri này rất là giỏi, rất tốt nha. Chắc nhịp, cô khen các con ha. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Em yêu điệu lý quê mình cũng đã hết. Xin được cảm ơn nhãn hàng Vitadori đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.